Hello, xin chào tất cả các anh chị. Sáng nay đi bộ tập thể dục rồi xong rồi bây giờ là cũng đang đi dạo đây. Chưa có vào nhà và bây giờ em đang ở khu vườn của em. Của em rất là nhiều trái cây. Có bưởi, có chuối, có cóc, có đủ thứ hết. Đó. Đây cóc là cả nhà mình. Trái rất là nhiều. Xưa đi qua cái cầu này rất là sợ, nhưng sau khi học NLP qua cái cầu cũng không có sợ nữa rồi. Tất cả mọi vấn đề đều không sợ hết. Đây bự đây. Trái nhiều lắm. Đây nè. Đây nè. Mọi cái nhà biết không? Để mà có trái như vậy á là cả một quá trình đó cả nhà ơi. Là phải chăm sóc. Chăm sóc nó từng ngày á, chăm sóc rất là nhiều thì nó mới có trái như vậy á. Đây là cả nhà. Thì mình để mà cây có trái như vậy, có quả để mình ăn như vậy á, thì mình cũng vất vả lắm. Xưa giờ mình cứ không có hiểu rõ về vấn đề phát triển bản thân như thế nào, đầu từ đâu. Thì thông qua lớp học của thầy thì Cúc cũng đã hiểu là nó bị phát triển bản thân thì phải phát triển toàn diện về cả thân tâm trí, thì lúc đó mọi vấn đề mình mới giải quyết được. Thì đến với thầy NLP giải quyết tất cả mọi vấn đề. Bởi vì trước khi Cúc đến với NLP á, Cúc không có được như ngày hôm nay. Bởi vì có quá nhiều đám mây tiêu cực. Và khi sau khi Cúc bằng kỹ thuật coaching NLP thì Cúc đã xóa bỏ được đám mây tiêu cực, xóa bỏ được cái cáu giận của mình á, chữa lành đứa bé bên trong. Và sau khi giải quyết được từ bên trong của mình thì mình cảm thấy cuộc sống mình nó đầy tình yêu thương, nó vui vẻ, và mình cảm thấy ai cũng thấy rất là vui. Và tối này thì cũng biết được là mình đang ở giai đoạn nào, tức là mình đang ở giai đoạn trưởng thành hay là đang ở giai đoạn nào. Nói chung là cả nhà có biết không, khi mình á mà mình đi trên một con đường mà mình biết nơi mình đến, mình cảm thấy rất là tự tin vô cùng. Mình không sợ lạc lối và mình cũng không có sợ mất thời gian. Thì khi sau cái khóa học mà 10 ngày practitioner của thầy Nguyễn Xuân Hương thì Cúc nghĩ là tất cả mọi câu trả lời, những gì mà Cúc đã và đang đi tìm thì cũng đã thấy tất cả những kỹ thuật, những nguyên lý, nguyên tắc trong NLP sẽ dần dần giúp Cúc cải thiện và giúp Cúc đi một con đường đúng đắn hơn. Tại sao công việc của mình chưa được như mình mong muốn? Và ngày hôm nay Cúc đã có cái câu trả lời. Thì tất cả những thầy có nói là trong cuộc sống của chúng ta thì không có vấn đề, chỉ là những câu hỏi chưa có câu trả lời thôi. Mà nếu như mà có vấn đề đến với ta thì chúng ta chỉ cần đặt câu hỏi, đặt câu hỏi, đặt câu hỏi. Và Cúc cảm thấy cái biện pháp này cực kỳ vi diệu trong từng mọi vấn đề, trong mọi hoàn cảnh. Cúc cảm thấy là khi chúng ta bế tắc một cái vấn đề gì đó thì chúng ta sẽ hỏi, đặt câu hỏi, đặt câu hỏi, đặt câu hỏi, và luôn luôn bây giờ trong mọi hoàn cảnh Cúc đều đặt câu hỏi, đặt câu hỏi. Và ba câu hỏi trưởng thành thì luôn luôn xuyên suốt bên mình, giống như là giống như là mình ăn cơm hàng ngày,
mình không thể nào mình thiếu giống như nước mình uống hàng ngày vậy đó, không thể thiếu được trong mọi hoàn cảnh. Và mình cứ luôn đặt câu hỏi thì mọi vấn đề sẽ giải đáp, và lúc đó chúng ta có cách giải quyết được cực kỳ là hay. Wow, tại sao trong cuộc sống chúng ta mà có điều kỳ diệu như vậy? Một lần nữa em xin cảm ơn thầy rất là nhiều.